Ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, trong cơn bão số 4 vừa qua, các trinh sát của đơn vị đã bơi xuồng ra biển để bắt bị can bị truy nã đặc biệt Nguyễn Quốc Hùng, 43 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. Bị can Hùng được xác định là người liên quan đến vụ án mạng xảy ra cách đây 2 năm. Theo đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, đơn vị đang thực hiện các thủ tục phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Quốc Hùng, người vừa bị bắt theo lệnh truy nã đặc biệt vào ngày 19 tháng 9 tại vùng biển Mũi Né. Để truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Hùng, Công an thành phố Phan Thiết đã lập chuyên án và huy động lực lượng truy xét trên diện rộng. Tuy nhiên trong suốt gần 2 năm lẩn trốn, Hùng như một bóng ma, hoàn toàn không để lộ bất cứ thông tin gì. Theo tài liệu điều tra, trước đó ngày 16 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Quốc Hùng đã dùng dao đâm ông Trần Văn Sáu, cùng là thuyền viên làm việc trên tàu BTH-97436TS, khiến ông Sáu bị thương nặng và tử vong sau 2 ngày cấp cứu. Thời điểm trên, Hùng có đến bệnh viện đưa cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng, rồi bỏ trốn và gần như hoàn toàn mất dấu vết. Vào cuộc điều tra, công an xác định, trước thời điểm xảy ra vụ án, Hùng đã bỏ vợ và đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác, nhưng sau đó người này cũng đột ngột biến mất khỏi địa phương. Dự đoán trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Quốc Hùng sẽ thay tên đổi họ, xin vào làm thuyền viên cho các tàu đánh cá, nên chuyên án đã cử nhiều đợt trinh sát đến các vùng ven biển Kiên Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Khánh Hòa để truy xét. Đến đầu tháng 9 năm 2024, ban chuyên án phát hiện người phụ nữ sống chung với Nguyễn Quốc Hùng sau một thời gian rời khỏi địa phương đã sinh sống ở phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định hiện Nguyễn Quốc Hùng đã đổi tên thành Dũng và đang làm thuyền viên cho một tàu đánh bắt ốc ở thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Đêm 18 rạng sáng ngày 19 tháng 9, xác định Dũng đang có mặt trên tàu đánh bắt ốc tại vùng biển Mũi Né, cách đất liền khoảng 12 hải lý. Ban chuyên án quyết định xây dựng kế hoạch truy bắt. Tuy nhiên thời điểm trên, vùng biển Bình Thuận chịu ảnh hưởng của cơn bão số 4, có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao trung bình từ 2 đến 3,5 mét, kèm mưa dông và gió giật mạnh, nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Tổ trinh sát sau đó phối hợp với công an phường Mũi Né, đồn biên phòng Mũi Né xây dựng kế hoạch và mượn một chiếc ghe của ngư dân địa phương để tiếp cận tọa độ con tàu của đối tượng truy nã. Lúc này do biển động mạnh, sóng biển rất cao gây mất an toàn, nên tổ công tác đã quyết định quay trở lại để huy động một tàu có công suất lớn hơn. Khi tàu cá cách tàu đánh bắt ốc khoảng vài mét, Nguyễn Quốc Hùng từ trong cabin bước ra. Các trinh sát quyết định không bắt nóng đối tượng vì bị can Hùng bơi lặn rất giỏi. Nếu đối tượng liều lĩnh nhảy xuống biển, trốn thoát thì sẽ khó kiểm soát tình hình. Tổ trinh sát sau đó lựa chọn phương án yêu cầu thuyền trưởng quay về đất liền để kiểm tra công tác phòng chống bão số 4. Khi hai con tàu về gần đến bãi sau Mũi Né, các trinh sát đã tiếp cận, khóa tay, khống chế đối tượng Hùng. Mặc dù liên tục chối cãi, nhưng chỉ vài phút sau khi bị áp giải lên thuyền thúng và đất liền, đối tượng đã thừa nhận tên Hùng là người bị truy nã đặc biệt. Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường sau thời gian bị ngập úng kéo dài, các địa phương vùng ngập lụt đang tập trung tiêu độc khử trùng với phương châm nước rút tới đâu làm vệ sinh môi trường tới đó, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh môi trường để phòng tránh dịch bệnh. Tại Phú Thọ, ngay sau khi lũ rút, các lực lượng như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công an, nhân viên Trung tâm Y tế Dự phòng, công nhân vệ sinh môi trường cùng các phương tiện máy xúc, xe thu gom vận chuyển rác thải đã đồng loạt ra quân xử lý môi trường ở tất cả các tuyến đường, ngõ xóm của các xã bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tại một số địa phương khác, để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, khu vực bị ngập lụt được kịp thời với phương châm nước rút đến đâu tổ chức dọn dẹp vệ sinh đến đó, các lực lượng chức năng đã có kế hoạch bố trí đầy đủ nhân lực, thuốc, hóa chất, trang thiết bị cho công tác tiêu độc, khử trùng và hướng dẫn người dân chủ động vệ sinh môi trường trong gia đình phòng tránh dịch bệnh sau mưa lũ. Tại Hà Nội, trong những ngày mưa lũ, Trung tâm Y tế nhiều huyện cũng đã cử cán bộ xuống các địa bàn bị ngập lụt để cùng với các cán bộ y tế xã, y tế thôn hướng dẫn các hộ dân bị ngập lụt biện pháp khử khuẩn nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường để đề phòng dịch bệnh thường gặp trong mùa mưa lũ. Các chuyên gia y tế khuyến cáo, chính quyền địa phương cần phân công cán bộ theo dõi nắm bắt tình hình, khu vực nào nước rút, hướng dẫn người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường và xử lý nguồn nước để phòng chống kịp thời dịch bệnh. Đối với những người dân đã xuất hiện tình trạng viêm da, nấm ngứa kẽ chân, ngành y tế cần tổ chức khám và cấp thuốc điều trị kịp thời. Mưa lũ là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển. Trong đó, Whitmore, căn bệnh thường được nhắc tới với cái tên đáng sợ là vi khuẩn ăn thịt người. Căn bệnh này có tỷ lệ tử vong lên tới 40% nếu không được điều trị kịp thời. Đáng chú ý, bệnh Whitmore có biểu hiện lâm sàng đa dạng và không điển hình, dễ bị chẩn đoán nhầm với các bệnh khác. Bệnh viện nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một bệnh nhân nam, quê ở tỉnh Hải Dương, mắc bệnh Whitmore.
sau khi người này đi thăm khám tại hai cơ sở y tế trước đó nhưng không tìm ra được bệnh. Ngoài Hải Dương, thì từ đầu năm đến nay, một số địa phương như Đắk Lắk, Bắc Ninh cũng ghi nhận ca bệnh Whitmore. Bệnh Whitmore là cái bệnh do vi khuẩn gây ra. Thế thì các cái vi khuẩn này thì thường cư trú rất nhiều ở trong đất bùn bẩn. Thế và sau khi mà xâm nhập vào cơ thể con người thông qua các cái vết thương hở, thế và có thể là hít vào, ví dụ như các cái trường hợp mà bị đuối nước chẳng, sạc bùn chẳng, thì cũng là cái điều kiện để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể con người. Thế và sau khi xâm nhập vào cơ thể con người thì bệnh có thể phát triển tại cái vị trí xâm nhập hoặc là có thể lan vào trong máu và gây ra các triệu chứng ở các cơ quan khác nhau, mà nhiều nhất là ở phổi, sau đó có thể ở xương, ở gan, vân vân. Chỉ trong gần một tháng, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận gần 20 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn trong bùn đất. Các chuyên gia cho biết, những người dân thường xuyên tiếp xúc với bùn đất, môi trường bẩn sẽ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn. Những người mắc bệnh Whitmore có tỷ lệ tử vong từ 40 đến 60%. Trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng một tuần kể từ khi phát bệnh. Nguy hiểm là thế, nhưng căn bệnh này lại thường bị chẩn đoán nhầm, khó phát hiện. Các tuyến dưới thì thường là chẩn đoán nhầm. Đấy, cho nên là cái bệnh này với những cái biểu hiện lâm sàng đa dạng thì các bác sĩ lâm sàng phải hết sức lưu ý trên những cái cơ địa, đặc biệt là tiểu đường, và có những cái tổn thương nhiễm trùng và có áp xe ở nhiều nơi. Vi khuẩn Whitmore thường sống trong đất, nước, dễ lây qua các xây sát ngoài da, niêm mạc hoặc hít bụi từ đất chứa vi khuẩn hay qua đường tiêu hóa. Khi xâm nhập vào cơ thể, nó sẽ gây nên tình trạng nhiễm trùng ở nhiều bộ phận, nặng hơn nữa là sốc nhiễm khuẩn, gây suy đa cơ quan. Thời điểm mắc cao điểm thường xảy ra vào mùa mưa, tập trung từ tháng 7 đến tháng 11. Người nông nghiệp đi lội ruộng thì cái vùng rất dễ bị chảy xước, thì đất nó mềm thì nó lún sâu thì người bệnh có thể là bị bùn xạ hoặc cây đâm vào chân là có thể là bị nhiễm bệnh. Ngoài ra thì vi khuẩn có thể theo nguồn nước mà bị nước mà bị nhiễm vi khuẩn Whitmore thì có thể là nhiễm vào thức ăn, cho nên là người bệnh có thể là ăn những thức ăn mà rửa những cái nước đó hoặc là đun nước ở cái vùng mà nhiễm nước mà nhiễm vi khuẩn thì có thể bị bệnh qua đường tiêu hóa. Vậy bệnh thì thường là tăng lên về mùa mưa. Hiện nước ta đang bước vào mùa mưa lũ, người dân nên thận trọng khi phải thường xuyên làm việc trong môi trường tiếp xúc với bùn đất. Lưu ý mang dụng cụ bảo hộ cẩn thận. Whitmore là bệnh chưa có vaccine dự phòng. Bệnh nhân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời ngay khi có dấu hiệu bệnh.